nhận định bóng đá Granada với Man United 2 giờ ngày 9 tháng 4. Tại tứ kết Europa League, chuyên gia nhận định Granada với Man United là trận cầu kịch tính khi cả hai đội đều cần giành chiến thắng để có thể tiếp tục đi tiếp. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đội chủ nhà Granada sở hữu chuỗi thành tích không mấy lạc quan với 3 trận thua liên tiếp gần đây, bên cạnh 2 chiến thắng sau 5 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, hàng công của đội chủ nhà ghi được tổng cộng 5 bàn thắng. Trong khi đó, hàng công thi đấu thiếu tập trung và phải nhận đến 7 lần thủng lưới. Với phong độ thi đấu hiện tại, người hâm mộ chắc hắn sẽ không bất ngờ khi Granada bị xếp nằm cửa dưới so với đại diện đến từ Anh. Phía bên kia, Man United thể hiện phong độ ổn định hơn so với Granada với 3 chiến thắng bên cạnh 1 lượt hòa và 1 thất bại sau 5 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường. Theo thống kê, hàng công của đội chủ sân Old Trafford ghi được tổng cộng 6 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại để thủng lưới 3 lần. Để loại bỏ một đối thủ có tinh thần bất ổn như Granada, Man United chỉ cần duy trì được phong độ hiện tại của họ. Và hiển nhiên, thầy trò huấn luyện viên Solskjaer cũng nhận được nhiều sự kỳ vọng từ giới mộ điệu hơn. Trong quá khứ, Granada chưa từng đụng độ Man United trên mọi đấu trường. Chính vì vậy, nhà cái châu Á dựa vào phong độ thi đấu gần đây đánh giá thầy trò huấn luyện viên Solskjaer nằm cửa trên với kèo chấp 3/4 bàn so với đối phương. Ngoài ra, trận đấu còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mức 2/1/4 bàn. Theo thống kê, tỷ lệ ghi bàn ở cả hai đội đều không mấy ấn tượng và hứa hẹn, nên chuyên gia khuyên người chơi đặt niềm tin vào cửa xỉu để tăng cơ hội thắng cuộc. Dự đoán kết quả Granada 0-1 Man United.